Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác, các chú, anh chị trên đô thị miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày mùng 2 tháng 12. Em xin gửi lời chúc đến toàn thể một ngày thứ bảy nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Và để tiếp tục chương trình giới thiệu thì em giới thiệu đến các bác một chiếc đầu SVHS của hãng Panasonic. Model của nó là AG7150. Đây là dòng đầu chuyên dụng sử dụng băng VHS và băng SVHS. Ngày xưa thực sự luôn là để mà nhìn thấy chiếc đầu này cũng rất là khó, chưa nói gì được thưởng thức. Chủ yếu là cái dòng bình thường thôi. Dòng này sử dụng thì thật là nhiều tiền, hoặc những cái cơ sở họ sử dụng chuyên nghiệp mới dùng chiếc đầu này. Và nó có chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh rất là tốt để chúng ta thưởng thức. Đấy. Bây giờ thì cái việc mua bán đồ Nhật này thì rất là dễ dàng rồi, không có gì khó khăn, và giá thành cũng rất là hợp lý để các bác sở hữu. Còn ngày xưa thì rất là đắt đỏ rồi. Đấy. Và hiện tại thì trên các trang ở nước ngoài thì cũng không hề rẻ đâu. Chiếc này thì là hàng đấu giá tuyển chọn về, cho nên là phần ngoại hình cũng như phần thiết bị bên trong còn rất là mới. Tuy nhiên thì không thể đẹp như là có shop được, nó vẫn có những cái sức nhỏ không thể tránh khỏi vì hàng nó có sử dụng rồi mà. Đấy. Chiếc đầu này thì shop đã test lượng hình ảnh vành rất là tốt, và đây thì em quay được cái phần ngoại hình nội thất bên trong để bác được chiêm ngưỡng, và sau đó sẽ test để các bác nghe. Thì chiếc đầu này sở hữu cái size ngang của nó là 42,5 cm, chiều cao của nó là 14 cm và chiều sâu của nó là 42 cm, và nó nặng là 11 kg. Đấy. Đồng hồ quát hiển thị màu xanh rất là đẹp. Đó. Chạy luôn, chạy dây. Phím bấm này nó là dạng như kiểu là phím Mica báo đèn ở bên trong dưới đèn, và đây là phần ngoại hình. Ở đây có một cái vết rất là nhẹ nhỏ thôi, không rõ. Để em chỉ cho bác, nhiều bác kỹ tính lắm. Đây này có một vết này, để em phải chỉ chi tiết. Lúc có lỗi nhỏ các bạn cũng soi, bởi vì hạn qua sử dụng mà. Đây nó có một cái vết này. Nó là đẹp đấy. Trong đây là các cái nút bấm này. Sử dụng ở đây. Đấy. Ngồi bên đây, ngồi bên rất là đẹp. Đây có biết sưng nhẹ này. Nắm mới đấy, đây có cất nhẹ này. Cạnh trên của nó đây, cạnh trên của nó rất là đẹp. Có những cái vết sức nhỏ thôi, không đáng kể. Đây là phía sau. Model của nó là AG7150, điện 100V, công suất là 35W, và cái series của nó là dán giấy này, nó bay mất rồi. Trước này sử dụng cái nguồn 3 chấu rồi, có nhìn cái chân giáp của nó rất là mới này. Đấy. Trước này thì có hai đường audio xuất ra rất là mới, và hai đường hình video đây. Đấy. Đây là cái jack RCA em sẽ tặng kèm để bác kết nối với đường AV, đường dây video. Đây là đường vào này. Đấy. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Đấy.
là phần nội thất bên trong của máy thì còn rất là mới ạ, máy móc thì là riêng nguyên bản rồi. À, chỉ duy nhất một cái bọt biển nữa, cái bọt đấy để cho khi mà bẩn đầu tư ấy, thì nó sẽ lau ở đây này, nhưng mà theo năm tháng này nó sẽ hư rồi. Nếu như còn để thì nó bẩn đầu tư ấy, nó thì nó sẽ quẹt vào cái phần từ này, nó sẽ hư đấy. Mà em cũng khuyến cáo các bác là khi chúng ta sử dụng băng dây hay là đầu vedet này thì không nên dùng những đồ cũ nữa nhé. Dùng đồ cũ nó sẽ bẩn đầu tư, và bẩn đầu tư sẽ phải lau, và mỗi lần lau ấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phần đầu tư nếu chúng ta sử dụng không đúng cách. Thế tốt nhất là chúng ta sử dụng băng còn mới đẹp, chúng ta sử dụng và gắng sưu tầm lại, giữ gìn cho nó băng tốt để chúng ta sử dụng nhé. Đấy, cả băng dây hay là băng VS cũng vậy. Đấy, là mới bo mạch để ba hai tầng, tầng dưới nó luôn này. Đấy, rất là nhiều, toàn tụ chất lượng thôi. À, đây là phần nguồn. Đấy, phần nguồn họ không dùng cái nguồn được to rồi, dùng xuống trong cái nguồn nhỏ rồi. Anh tần nhiệt cái âm ly đây. Đấy, zoom đầu từ còn rất là mới đấy ạ. Rồi, và đây em sẽ cho bác xem phần đáy phía dưới đây. Là nặng 10 ạ. Nó rất là mới này. Đấy, đây thì nó có cấn nhẹ một chút thôi. Và cái chỗ này nó cũng có vết. Đấy, rất là đẹp. Máy móc thì mới tinh. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test nhé. Mà xin test chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức ạ. Rồi, và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 9,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc 20% giá trị sản phẩm thì tự trả tiền ship cho em. Và bên em tặng kèm một cái dây AV đây, khoảng vải của Nhật đây, dài 1,8 m để các bác kết nối với tivi nhé. Và một cái jack rồi sẽ kèm theo. Đấy, các bác kết nối. Và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại em là 0907 23 269. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn là Zalo em để tiện trao đổi. Và bác nào gần thì qua anh em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào tỉnh xa thì trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo em. Em test một cái quân băng những tình khúc chinh chiến để bác được thưởng thức ạ. Em mà kết nối với TV phía chế định chỉnh bệnh. Nhìn bầu
trời cao ước hẹn một vì đau thương trong chiến tranh, trong tan nát, trong ngập ngùi tội nhục. 30 năm. Đấy là hình ảnh tạm dừng. Đấy nhá. Và đây em cho tôi. Đấy. Tu nạn. Đấy. Rất là đẹp nhá. Bao nhiêu hình ảnh tan thương đau khổ. Bao nhiêu xác mẹ già nô nọc cánh đồng. Bao nhiêu xác trẻ ngây. Rồi. Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồng này các chức năng hoạt động hoàn hảo. Và giá thì bên em bán mức giá là 9,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Và bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907-223-229. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.